Hiện tại là tháng 11 năm 2024, tại ô tô An Sương có rất là nhiều dòng xe van và đã có nhiều chương trình khuyến mại cực kỳ khủng lên tới 50 triệu đồng. Mến chào toàn thể quý khách hàng, rất vui khi mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của ô tô An Sương. Mình là Sủ, là đại diện kinh doanh tại ô tô An Sương. Thì hiện tại là tháng 11 năm 2024, Sủ sẽ cập nhật báo giá cũng như là khuyến mãi tất cả các dòng xe van có tại ô tô An Sương để cho quý khách hàng có thể chọn ra chiếc xe phù hợp với nhu cầu tài chính của mình. Và bên cạnh Sủ đây là dòng xe van TeraVe 6 sử dụng động cơ công nghệ Nhật Bản và thùng hàng dài tới 2m6. Chiếc xe 2 chỗ thì giá xe hiện tại là 321,5 triệu. Còn đối với xe 5 chỗ ngồi thì giá xe hiện tại là 371,5 triệu đồng. Vâng, và kế bên sau đây là dòng xe van TeraVe 8 thùng hàng rộng nhất trong phân khúc, dài lên tới 2m8 và sử dụng động cơ công nghệ Nhật Bản. Đối với phiên bản 2 chỗ ngồi, giá xe hiện tại là 344 triệu đồng. Còn phiên bản 5 chỗ ngồi, giá xe hiện tại là 396 triệu đồng. Và tiếp theo đó chính là dòng xe van SRM X30i. Đây có thể nói là cái dòng xe van quốc dân nha quý anh chị, sử dụng động cơ công nghệ của Ý và tải trọng là 945 kg. Hiện tại giá xe là 275 triệu đồng và đang được khuyến mại lên tới 30 triệu. Giá xe còn lại là 245 triệu đồng. Kế bên đó thì xe van SRM X30i có phiên bản là 5 chỗ ngồi, giá xe hiện tại là 309 triệu đồng và đang được khuyến mại lên tới 30 triệu. Giá xe còn lại là 279 triệu đồng. Vâng, và tiếp theo đó chính là dòng xe van SRM 868. Dòng xe này sử dụng động cơ công nghệ Ý, dung tích xi lanh là 1.6. Hiện tại đối với phiên bản 2 chỗ ngồi, giá xe hiện tại là 335 triệu đồng và đang được nhà máy khuyến mại lên tới 45 triệu đồng. Giá xe còn lại là 290 triệu đồng. Đối với phiên bản 5 chỗ ngồi, giá xe là 373 triệu đồng và đang được nhà máy khuyến mại lên tới 45 triệu đồng. Giá xe còn lại là 328 triệu đồng. Bên cạnh một số dòng xe van máy xăng thì tại ô tô An Sương cũng có một số dòng xe van máy dầu. Và ngay cạnh sau đây là dòng xe gas 11 khối, thùng hàng lên tới 3m1 và giá xe hiện tại là 650 triệu đồng. Bên cạnh đó, đối với dòng xe gas 14 khối, thùng hàng dài tới 3m7, giá xe hiện tại là 730 triệu đồng. Và ngay cạnh sau đây là dòng xe van gas số 4, thùng hàng dài tới 2m6 và thể tích thùng lên tới 7,8 khối. Giá xe hiện tại là 560 triệu đồng. Và ngoài ra, đối với cái dòng xe van gas số 4 6 chỗ ngồi, giá xe hiện tại là 670 triệu đồng. Vâng, vừa rồi Sủ đã báo giá cũng như là cập nhật những khuyến mại trong tháng 11 năm 2024 cho quý khách hàng. Thì quý chị nào cần tham khảo về xe, lái thử xe hoặc là tư vấn chi tiết về xe có thể ghé tại ô tô An Sương hoặc liên hệ trực tiếp vào hotline. Sủ cảm ơn quý khách đã xem video. Chúc cho quý chị có một ngày làm việc thật là tuyệt vời, thật là năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.